Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là thạc sĩ Phạm Thị Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học. Nối tiếp buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi cùng chị Thảo Hoàng, cán bộ tuyển sinh của trường SPGen, chúng tôi chia sẻ thông tin về khóa thạc sĩ kinh doanh toàn cầu. Xin chào chị Thảo. Chào chị Hạnh và quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Thưa chị Thảo, tôi được biết là trường mình có chương trình thạc sĩ kinh doanh toàn cầu được rất là nhiều các em sinh viên quốc tế tìm hiểu và mong muốn theo học, bởi vì đây là một trong những cái chương trình rất là hay và có chương trình thực tập dành cho sinh viên. Xin chị có thể vui lòng chia sẻ thông tin về các chuyên ngành học của trường và thời gian học cụ thể ra sao ạ? Chương trình thạc sĩ Master of Global Business của SPGen có 4 chuyên ngành chính là Marketing, Finance, E-Business và Logistics. Thời gian học của chương trình này là 12 tháng học cộng 4 tháng thực tập hưởng lương. Thì 12 tháng học, các bạn sẽ học 4 tháng ở một quốc gia. Thì tùy theo mỗi cái intake trường quy định mà cái quốc gia bắt đầu của cái khóa học sẽ là Singapore, Sydney, Dubai hoặc là Dubai, Sydney, Singapore. Thì đối với chương trình thực tập hưởng lương thì sinh viên sẽ có cái mức lương tối thiểu là 600 USD một tháng. Và các bạn sẽ được trường hỗ trợ tìm chỗ thực tập cho các bạn khi mà cái học kỳ 3 tại cái địa điểm Dubai hoặc là Singapore kết thúc. Sinh viên hoàn toàn yên tâm bởi vì cái thực tập là một phần trong chương trình học của trường. Có thể nói là đây là một cái học kỳ 4 nên là không có cái việc là các bạn có chỗ thực tập hay là không có chỗ thực tập, mà trường sẽ hỗ trợ tuyệt đối để các bạn có được cái chỗ thực tập. Cái địa điểm thực tập thì có thể là tại cái quốc gia cuối cùng của các bạn học, hoặc là nếu sinh viên nào có nguyện vọng muốn thực tập ở những hai cái quốc gia trước hoặc là những quốc gia khác trên thế giới thì trường sẽ hỗ trợ tìm kiếm những cái công ty. Quan trọng là cái công ty đó họ sẽ nhận các bạn vào thực tập và các bạn sẽ phải interview chỗ thực tập. Thì cái việc thực tập này rất là quan trọng đối với sinh viên quốc tế, bởi vì khi các bạn thực tập, các bạn được trải nghiệm ở cái môi trường làm việc của những cái công ty đa quốc gia. Và sau khi các bạn thực tập thì các bạn sẽ được cái công ty đó họ cấp một cái certificate, một cái chứng nhận các bạn đã từng thực tập. Thì sau này khi mà các bạn đi làm thì cái việc thực tập nó sẽ bổ sung rất là nhiều trong cái CV, nó sẽ đánh bóng cái CV của các bạn rất là nhiều. Và gần như là chương trình thực tập này giúp các bạn bước một chân vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Các nhà tuyển dụng họ rất là thích sinh viên có nhiều trải nghiệm ở những quốc gia khác nhau. Và cái việc quan trọng còn lại của các bạn sau khi thực tập đó là các bạn hãy cố để những cái công ty đa quốc gia giữ các bạn lại làm việc tại nước ngoài từ 1 đến 2 năm. Vâng, thưa chị Thảo, chị có thể vui lòng cho biết thêm về cái yêu cầu tuyển sinh đầu vào của chương trình thạc sĩ này ra sao? Yêu cầu tuyển sinh đầu vào của chương trình thạc sĩ này thì là thứ nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học bất kỳ. Thứ hai là các bạn sẽ có IELTS 6.5. Nếu bạn nào đã có GMAT minimum 650 thì các bạn không cần phải làm một cái bài test, aptitude test của trường. Nếu các bạn chưa có GMAT thì các bạn sẽ được trường tạo điều kiện cho ôn tập và làm aptitude test của trường. Khi các bạn đạt được 50% trên 100% bài aptitude test của trường thì các bạn sẽ được vào vòng phỏng vấn. Có hai vòng phỏng vấn đối với sinh viên Việt Nam, phỏng vấn với admission và phỏng vấn với faculty. Thì đây là cái yêu cầu đầu vào của trường. Thì đối với chương trình MGB thì các bạn không có yêu cầu có kinh nghiệm làm việc, tức là sinh viên vừa ra trường đã có thể apply chương trình này. Hiện tại thì trường đang nới lỏng cái điều kiện đầu vào của chương trình này, thì sinh viên có bảng điểm học kỳ 1 của năm cuối đã có thể apply sang học bổng của SPGen tại thời điểm hiện tại. Dạ vâng, chị Thảo ơi, không biết là cái chương trình thạc sĩ này thì có mấy lần khai giảng trong một năm, và theo chị thì các em học sinh nên nộp hồ sơ khi nào? Chương trình Master of Global Business có 3 kỳ khai giảng một năm là tháng 1, tháng 5 và tháng 9. Thì Thảo khuyến khích là sinh viên nên apply sang học bổng trước 4 tháng. Bởi vì như Thảo đã nói ở trên, các bạn phải trải qua một test và interview, nên là các bạn nên apply trước 4 tháng đối với mỗi kỳ. Ví dụ như tháng 1 năm 2021 thì các bạn nên apply bây giờ là vừa. Dạ vâng. Chị Thảo ơi, chị có thể cho biết thêm thông tin về học phí ạ, và tiền sinh hoạt phí khi mà các em học sinh tham gia chương trình này cần phải chuẩn bị là ra sao? Tổng học phí của chương trình Master of Global Business là 25.000 đô Mỹ. Khi mà cộng thêm những cái phí visa và những phí khác vào thì tổng các học phí sẽ lên là khoảng tầm 34.000 đô Mỹ. Ngoài ra thì phụ huynh và sinh viên cần phải chuẩn bị thêm cái tiền sinh hoạt phí và nhà ở. Trong đó thì có nhà ở, tiền ăn và những phụ phí khác, thì tầm khoảng từ 15 đến 20.000 đô Mỹ một năm.
Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Thảo đã chia sẻ những cái thông tin về chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Toàn cầu trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi cảm thấy là chương trình này thì sẽ khá là phù hợp với nhu cầu của rất nhiều em sinh viên từ Việt Nam dựa trên cái chương trình học lý thuyết đan xen với cả thực hành. Vâng, rất là cảm ơn các anh chị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những cái chia sẻ này. Xin mời xem những nội dung trước đây chúng tôi đã cung cấp thông tin về trường và thông tin về học bổng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn chị Hạnh và toàn thể quý vị phụ huynh học sinh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.